Rồi, dạ, chào cả nhà mình nha cả nhà. Dạ thì hôm nay em có lấy về một cái cây bạch mai đây ha. Cái bạch mai này thì nếu mình đút bonsai thì rất là đẹp ha. Còn hiện tại bây giờ cốt cành nó rất là rối, tại vì người chủ trước đó chơi cái phom tàn ha, chơi phom tàn nên không có chỉ chỉnh cho nó đều thôi. Còn những cái cốt cành thì sữa thì lả ra cũng rối ha, nên hôm nay ha, sẵn dịp đây thì cắt một cái cây mình rút lại cho nó chuẩn cốt luôn nha cả nhà. Đó thì cây này hiện tại bây giờ ghép thì cũng khoảng ba mùa mấy rồi nè, những cái cốt bạch mai đây hết cả nhà, bạch mai đây, bạch mai đó chắc ghép ở trong đây đây để đúng rồi. Mới ghép đây ha, đó, cái cốt ghép chỗ này. Đây, bên đây thì cái cốt ghép lúc lúc mà nó vừa lú cái chòi chắc cũng nhỏ nhỏ đó, ta ghép ha. Số này thì cái chột nó bằng tay cái có nha cả nhà, tay cái nhỏ hơn tay cái thì cũng có sửa những cái cành nhạo nè cả nhà. Nhưng mà bây giờ nếu mình rút mình lấy cành nhạo này thì cái bạch mai ha, thường bạch mai nó sẽ rất là mạnh ha, mạnh hơn thủ đức mình đó, nên khi mình ghép á, có thể cắt lại mình ghép thì cây này thì mình ghép thủ đức nhưng mà mình chăm sóc cũng hơi cực nha đó, nên những cái cây nào mà ghép những giống mạnh đó cả nhà mình nếu rút lại á, mình nuôi có thể mình chăm sóc nó chưa được đạt đó, thì mình sẽ ghép như Đa Phúc, Phú Tân, những cái loại mà nó mạnh hơn đó, nên như vậy thì cái cây mình nó mới phát triển được đều ha. Thì hôm nay sẵn dịp đây thì em quay để chia sẻ cho cả nhà mình luôn nha, rồi xem qua để thí dụ như mình có muốn cắt một cái cây nào đó để mình bỏ những cái giống mình không thích đó, thì mình ghép giống khác thì mình sẽ chú ý, thì mình chăm sóc nó sẽ kỹ hơn. Nếu mà mình muốn ghép cái loại như nó không có mạnh bằng cái hiện cái cây cái giống hiện tại á, thì mình sẽ xử lý như thế nào. Thì đối với những cái cây mà ghép rồi đó cả nhà, thì cây này thì em cũng đã bỏ phân thuốc này cũng lâu rồi nha, khoảng 10 ngày rồi em không có, thì em không có tưới phân nữa, để khi mình cắt lại đó, cái cây mình nó cái nhựa nó không có lỏng á. Thường là cái nhựa nếu mình đi phân thường cái nhựa nó sẽ lỏng hơn đó, thì cái cây mình nó dễ bị xì mủ á. Có nhiều trường hợp mà cô chú anh chị em mình đó, có một số anh em gửi hình cho em là những cái cây mình bôi keo mình trồng bột là lại đó, rồi nó sẽ bị xì mủ lên trên đó, cái trên cái mặt cắt đó đó bị xì mủ, nó phồng phồng lên đó. Thì đa phần là những cái cây đó là thường là mình bứng á, mình bứng thì thường là nó dính phân, khả năng nó dính phân tới 70-80% rồi, nó dính phân là cái lượng phân nó còn trong mới hút lên thân đó, nó chưa có cũng như là nó chưa cung cấp hết, thì nó giải tán hết phân đó, thì cái cây mình trường hợp đó mình cắt thâu cành lại, cắt rễ lại thì nó bị xì mủ lên trên đó, nên những cái cây đó mình nuôi về nó nuôi rất là cực ha. Nên thường là một số anh em đó không biết, nhiều khi bứng lên đại đó, nếu anh em biết rồi thì nó rất là dễ ha. Khi những rễ phân ở dưới đất người ta khoảng một tháng mấy người ta mới bứng lên, còn nhiều anh em giỏi quá nhiều khi không biết thì có thể là khoảng có 10 ngày nữa nửa tháng cái bắt đầu bứng lên, nhưng mà cái lượng phân hột người ta rải vẫn còn ở trên cái bầu đất đó, nên mình bứng lên nó sẽ bị cái cây mình nó dễ bị trường hợp nó dễ suy yếu là rất là nhiều nha đó, nên chú ý để mình muốn xử lý cây gì thì mình coi nó xử lý lại thì mình coi như thế nào nha cả nhà. Rồi thì để em sẽ cắt ha, sẵn đây em sẽ bấm cắt rồi rút chân cành lại đó, những cốt cành là nó dư thì mình cắt bỏ đó. Rồi, cắt cho cả nhà mình xem luôn ha.
Rồi em đã tỉa xong hết cả nhà. Thì cái cây này cả nhà thấy nó hơi khó đây. Cái mặt tiền bên đây nó rất là đẹp ha. Nhưng mà nếu mình lấy bắt mặt tiền bên đây thì những cái cành phong thì nó nằm ở chổi hết cả nhà. Đó, nếu mình bắt mặt tiền bên đây thì cành phong mình bển mình lấy được đây. Ha. Chung cái này thì bên đây thì nó sẽ không đẹp hơn ha. Nó không đẹp hơn bên kia. Tại vì bên kia cái đế nó chạc với có cái đường thân hết cả nhà, đường thân nè. Đó nên bên đây thì cái đường thân đẹp hơn mà cái bộ đế cũng đẹp hết cả nhà. Đó thì em sẽ có lẽ em sẽ cắt bỏ đây. Những cái này thì cái mặt cắt này nó cũng không có lớn ha, bằng hai ngón tay cái thôi. Đó nên em sẽ phá bỏ những cái cốt này luôn. Bắt buộc mình phải bắt mặt tiền bên đây cho nó đẹp rồi. Đó đặng là mình bắt cành phong nó nằm trên đây một tí ha. Rồi hiện đây có hai cái đuôi mình sẽ cắt bỏ một cái đuôi bên đây, lấy cái đuôi này thì nó sẽ đẹp hơn nha. Đó, nhưng ba cốt này mình sẽ cắt bỏ rồi. Cái thẹo này thì mình sẽ, nó đã miếm nhựa hết rồi thì mình nó bôi keo thêm để cho nó miếm mau hơn ha. Phá bỏ này thì cái cây bên đây mặt này nó sẽ đẹp hơn nhiều ha. Thì tổng em đo cái hoành này thì được 57 nè cả nhà. Còn đo cái thân cốt thân đây thì được 37 ha. Rồi đo cái eo đây được 37. Nhìn thấy lùng lực hết cả nhà. Thấy cũng dáng là dáng thú. Đó thì rồi em sẽ tiến hành ha, cắt bỏ bớt những cái cốt nào dư thừa để cho cái cây mình nó chuẩn luôn ha. Hoàn thành hết nha. Mà cái đuôi hồi nãy nó hơi dài, chỉ cái cốt này nó dài ha, em đã cắt lại rồi.
thôi. Sau này mình sẽ đóng một bo, mình sẽ lượng nó sẽ đẹp hơn ha, mình sửa nó sẽ đẹp hơn. Chi này mình lắc xuống lúc nãy thì nó bị hơi đơ ra một đoạn ha. Đó, thì giờ mình rút lại luôn. Cái cây này hiện tại bây giờ nó hơi 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 nỉển ha, cái ngọn hơi nỉển. Mình sẽ khi mình vô phân lại, mình sẽ hơi nghiêng qua đây khoảng chừng 2 phân nữa là cái ngọn nó đã chuẩn lại ha cả nhà. Rồi thì như vậy cũng đã hoàn thành rồi ha. Đây, cái nhà thấy không? Đo gang tay đây. Lớn nha, cây này lớn. Được cái nó lùm lực, những cái thẹo này thì nó đã bó hết rồi, nó mím đều hết rồi. Mình không có sợ bị tuột nữa ha. Rồi bây giờ mình bôi keo thêm mình lấy tay mình sẽ gạt bớt vậy nè, mình sẽ bôi keo thêm nữa thì nó sẽ mau mím hơn nha cả nhà. Này mình cái thẹo nhỏ ha. Thì cây này thì chắc để khi mà nó mím nhựa nhiều đó thì anh sẽ xói phân ha, xói cái bầu phân này ra để thay phân mới lại. Thường là những cái cây mà nó bó bầu như vậy nè cả nhà, nếu mà để về mà ghép luôn á thì cái cây mình nó đi cơi hai nó dễ bị xuống ha. Tại vì nếu mình không có đi không có phân mới nó ăn á thì cái cây mình nó dễ bị tuột lá me đó cả nhà. Nên có nhiều trường hợp anh em ghép những cái cây bó phân nhiều đó là xảy ra tình trạng là nó bị tụt lá me đó, do mình nó không có phân mới ăn để nó tốt á, nó đi tuột đều thì cây mình nó mau xuống lắm. Nên những cái cây nào mà mình bó bầu á thường là sẽ bị xói phân ra để cho cái cây mình nó có thay phân mới vô, nó những cái cám mới đó nó sẽ bắt ra đó. Thì những cái phôi thì cả nhà biết rồi, tại sao nó ấy nó ít rễ mà từ từ nó phát triển thì do cái phân mới đó mình tưới dưỡng rễ vô thì nó sẽ bắt từ từ những cái rễ cám mới ra cho cái cây mình nó tốt hơn, nó rễ cám nó ra được thì cái cây nó mới đi được ngon ha. Nó còn cái cây này ví dụ nó hết phân ăn, rễ cám nó ra không có được nữa thì cái cây mình nó dễ bị tuột lá me, nó dễ bị xuống cây. Nên tình trạng đó thì cô chú anh chị mình có thể là em chia sẻ theo vậy thì cô chú anh chị mình thấy hay, thì cái cách này thì em thấy nó cũng hiệu quả đó. Nên chia sẻ nếu cô chú anh chị thấy hay thì làm theo cách của em ha. Rồi thì cũng cảm ơn cô chú anh chị mình ha, đã bỏ thời gian xem qua cái clip của em. Thì một lần nữa ha, chúc cả nhà mình một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui ha. Thì cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh cũng như ủng hộ kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ để cho em có động lực ha, động lực để làm tiếp tục nhiều cái video hay cho cô chú anh chị mình xem qua. Dạ rồi thì em xin kết thúc video tại đây nha. Dạ em xin mến chào ạ.